Hôm nay là ngày 22 tháng 3 năm 2021, chùa Hồ Lô Đức cùng chính quyền địa phương trao cho hai hoàn cảnh dưới đây cú đông liêng cho chị Vân tài trợ là 500.000 tiền mặt lần thứ 34 và chú Y Lê cho chị Vân tài trợ là 500 tiền mặt lần thứ 34. Thì cô cũng xin đại diện cho hai hoàn cảnh cảm ơn chị Vân rất là nhiều. Chúc chị Vân và gia đình luôn luôn sức khỏe dồi dào, an lạc, hạnh phúc trong cuộc sống và làm ăn phát đạt. Nam mô A Di Đà Phật. Cũng thay mặt cho chính quyền địa phương đến đây đã nhận hai hoàn cảnh do chị Vân hỗ trợ tiền hàng tháng, thì một lần nữa cũng cảm ơn Hội Hữu Đức chùa Đồng Phú và chị Vân đã quan tâm hỗ trợ, chúc cho chị Vân dồi dào sức khỏe và trong cuộc sống. Xin cảm ơn chị. Hôm nay là ngày 22 tháng 3 năm 2021, thì là đại diện cho chính quyền địa phương đến đây đã trao số tiền là 500.000 đồng cho chị Quang hỗ trợ cho bà Trung Liên. Thì một lần nữa cũng cảm ơn Hội Hữu Đức chùa Đồng Phú và chị Quang đã quan tâm hỗ trợ tiền hàng tháng cho bà Trung Liên. Chúc cho gia đình chị luôn luôn gặp nhiều may mắn và thành đạt trong cuộc sống. Xin cảm ơn chị rất nhiều. 500.000 đồng trao cho bà. Hôm nay là ngày 22 tháng 3 năm 2021, thì thay mặt cho chính quyền địa phương đến đây đã giao số tiền là 500.000 đồng cho chị Quang hỗ trợ cho anh Kaiser. Thì một lần nữa cảm ơn Hội Hữu Đức chùa Đồng Phú và chị Quang đã quan tâm hỗ trợ tiền hàng tháng cho anh Lơ, và chúc cho gia đình chị Quang luôn luôn gặp nhiều may mắn và thành đạt trong cuộc sống. Xin cảm ơn chị, đây số tiền là 500.000 để đến. Cảm ơn chị Vân, cảm ơn Hội Hòa Đức chùa Đồng Phú đã hỗ trợ cho tôi 500.000 đồng tiền hàng tháng. Tôi xin cảm ơn, tôi xin hết.